Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2022. Em là Lan Rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0368468386. Hôm nay thì em có về được một cái lô quế trắng tháng 8 hàng nguyên bản này, cô chú anh chị này. Và về được mấy ký hàng rời nha, cô chú anh chị. Quế nói chung là tầm này nó tàn bông gần hết rồi. Ở đây, chắc là những cái bông cuối cùng này. Tàn gần hết rồi, từ rừng về tàn gần hết rồi. Và có những cây cực kỳ là đẹp luôn. Em sẽ vào chi tiết từng mặt hàng một luôn. Ở đây thì trước tiên là cái lô quế trắng tháng 8 hàng rời này, cô chú anh chị này. Hôm nay về được cỡ khoảng chục ký. Hàng rất là tươi. Dạo này đang mưa bão cho nên là hàng rừng về cực kỳ ít, cô chú anh chị nha. Đó, với cả giá thành quế tầm này thì rất là rẻ luôn. Giá thành quế tầm này rất là rẻ. Rẻ so với cái mùa đang bông thì nó rẻ hơn một chút thôi, một chút thôi. Ở đây thì hôm nay em bán luôn là 250.000 một ký luôn nha. 250.000 một ký thôi, rất là rẻ. Đợt đầu mùa thì 400-350. Đó, tầm này 250 một ký thôi. 250 một ký quế. Ở đây em có cái tầm chục ký thôi. Tiếp theo thì ở đây em có 5 cái chậu vị hoàng này. Vị hoàng hôm qua em có bán một phiên rồi. Thì hôm nay thì chủ yếu là những cái cây nó đang lên mầm. Bông thì em hôm qua em bán mấy cái chậu có bông, còn ở đây là cái bông thì em đã cắt đi để dưỡng cây rồi, cô chú anh chị này. Cái cần bông này em đã cắt đi để dưỡng cây rồi nha. Ở đây hên xui này, cô chú anh chị này, nó đang mở hai cái mắt này. Có thể là một sẽ là một mầm hoặc là sẽ là bông, một mà là mầm, hai là bông. Cô chú anh chị nha, đang sưng hai cái mắt này. Chắc chắn là nó sẽ có một bông rồi, chắc chắn nó có một bông rồi. Ở đây. Cây này cũng vậy này, cây này cũng vậy này. Đó, nó đang sưng mắt hết, tất cả các cây kiếm bây giờ nó đều sưng mắt hết này. Đây này, đang sưng mắt hết này. Đó, cô chú anh chị thấy không ạ? Chậu đầu tiên, chậu số 1 này. Em chia sẻ cô chú anh chị mình là 140.000 này cho chậu kiếm số 1 vị hoàng. Tiếp đến chậu kiếm số 2. Chậu này lá rất là lớn, lá cỡ khoảng 5 cm rưỡi. 5 cm rưỡi nha. Cây cực kỳ là đẹp luôn. Đang sưng hai cái mắt của hai bên. Đó. Có thể là sẽ là một bông một mầm hoặc là hai bông. Cái này là em tách ra cho nên là cực kỳ dễ ra bông nha. Chậu này em bán là 180 cho chậu kiếm số 2. Chậu kiếm số 3 này, chậu kiếm số 3. Chậu này thì đang sưng một mắt, có thể là sẽ ra bông luôn nha. Ở đây là 150 cho chậu số 3. Chậu số 4 này, chậu số 4 cái thân của nó bé hơn. Ở đây thì đang sưng hai cái bên này. Bên này thì nhìn rõ là nụ rồi, gần rõ là nụ rồi. Bên này chắc là mầm luôn. Mã này là 140.000 nha. Đó, 140.000 mã số 4. Mã số 5. Mã số 5 tàn bông rồi, tàn bông rồi, em cắt bông rồi. Thân của nó bé hơn. Mã này em bán 100.000 đi. 100.000 cho mã kiếm số 5, 100.000 nha. Tiếp đến thì hàng quế nguyên bản này, cô chú anh chị này. Quế nguyên bản em vào chậu đầu tiên. Mã đầu tiên mã số 1, cục cây rất là nặng. Cục cây cực kỳ là khỏe, cây tươi ở rừng về luôn. Mã này là nguyên một dề luôn. Nguyên một dề, nhưng mà cô chú anh chị lưu ý là cây nó không được xếp. Không được xếp rụt cho lắm nha. Mã này 200.000 cho mã số 1. Mã số 2. Mã số 2, một cây nó bị lỗi lá một chút này. Đó, mã này 80.000 cho mã số 2. À, đây đi. Em gộp hai cái mã vào một đi để đỡ tốn phí ship cô chú anh chị nha. Mã này thì có hai cây. Đó, một cây chip ở dưới này và một cây trên này. Cây này xếp khá là đẹp. Bị lỗi một chút lá nha. Đó, hai cây này là 160 đi, 160 đi. Đó, 160 cho mã số 2. Mã số 3. Mã số 3 này, cô chú anh chị. Mã số 3, cây này cũng bị lỗi một chút lá nha. Cây này bị lỗi một chút lá, cây này 100.000 này, 100.000. Cho mã số 3, 100.000 này. Đây mã số 4, một cây xếp rụt lá ngắn. Lá cực kỳ là khỏe luôn cô chú anh chị này. Xếp rụt lá ngắn nha. Đó, cây này 200.000 cho mã số 4, 200.000. Cây đẹp thì nó sẽ giá khác cô chú anh chị này. Cây này 200.000 mã số 4. Mã số 5, hai cây. Một cây xếp lá ngắn, lá gân, cực kỳ là đẹp này. Đây. Cây lá ngắn, lá gân rất là đẹp luôn. Và một cây con ở bên dưới. Nó mã này cũng 200.000 đi cho mã số 5. 200.000.
cho mã số 5. Đây mã số 6. Một cái cây tác phẩm cực kỳ đẹp, lá 5 sen, nhưng mà cực kỳ là tiếc, nó bị gãy mất cái đọt. Gãy mất cái đọt ở cây mẹ, nó vừa mới gãy luôn. Nói chung là dân đi lấy không cẩn thận, hoặc là có thể là cây khó lấy cho nên là nó bị gãy mất cái đọt. Lá rất là to, lá 5 sen luôn. Đây nha, xếp rụt lá ngắn, xếp rụt lá ngắn luôn. Và ở đây nó đang có 3 con luôn này, cây con này. Cô chú anh chị nhìn này. Cây con, lá cũng rất là đẹp luôn. Lá rất là đẹp, lá rất là khỏe, và cô chú anh chị có thể thấy là nó đang là những cái cây con thôi, nhưng mà bản lá của nó cũng đã khá là lớn rồi. Đúng ạ, khá là lớn rồi. Đó. Mã này thì em để cô chú anh chị mình 400 ngàn nha. 400 ngàn cho mã số 6. 400 ngàn này. Mã số 7, 400 ngàn nó bị lỗ một tí nhưng mà rất xứng đáng đúng không ạ? Nếu mà nó không bị lỗi mà cái cây lá 5 sen mà 3 con như vậy thì nó phải trên 1 triệu rồi. Đó. Mã số 7 này. Mã số 7 thì có một cây đang có một bông mà nó cũng gần tàn rồi, vì chắc là mình không chơi được nữa. Ở đây cái cục này có 4 con chip này, 4 con chip về mình nuôi nha. Cục này có 4 con chip luôn, có một con chip bé tí này. Đó. Mã này 150 cho mã số 8, 150 ngàn này. Mã số 9, nguyên một dề. Nguyên một dề. Lá gân lá 4 sen. Lá gân rất là đẹp. Lá cũng khá là sạch này. Lá 4 sen cho chú anh chị nha. Đó, nguyên một dề. Cực kỳ là nhiều cây. Đó, nó bị lỗi lá một chút nha. Lỗi lá một chút, cây mẹ lá rất là đẹp luôn. Đây này, cô chú anh chị này. Đó. Một mẹ, một cây, hai cây và ba cây nha. Ba cây tất cả luôn. Ba cây tất cả. Mã này bị lỗi một chút, em để cô chú anh chị mình 300 ngàn. Cho mã số 8, 300 ngàn. Mã số 9 này. Mã số 9 cây cực đẹp luôn. Những cái cây chip chip nhưng mà nó rất là đẹp. Cây xếp này. Cây xếp lá gân, đây là những cái cây tơ luôn nha cô chú anh chị, những cái cây tơ luôn, chưa có bông năm nào luôn ạ. Đây này. Cây trên này cũng là cây chip, cây này bị gập một lá nha. Toàn là những cây cây tơ, lá gân, xếp đẹp. Có một cây ở bên dưới này. Đây có hai cây này, ba cây này, bốn cây này, 5 cây. 6 cây, 7 cây nha. 7 cây tất cả này. Ôi xưa. Những cái cây như vậy, những cái cục như vậy về mình chơi thì nó sẽ sang năm thôi, sẽ cực kỳ là đẹp luôn nha. Mã này 300 ngàn đây, cho mã số 9, 300 ngàn, toàn là những cây xếp đẹp không. Mã này mã số 10 này. Mã 10 của chủ anh chị này, lá chắc cũng cỡ khoảng 4 sen nha. Lá 4 sen, lá rất là đẹp. Lá gân, lá xếp. Lá gân, lá xếp nha. Năm nay bông rất là sai, năm nay 3 cần bông luôn này. Đó, cây này 250 cho mã 10. Mã số 10. 250, 280, 280 đi, 250 là chưa có ship nha. 250 chưa có ship nha. Cây này lá to rất là đẹp. Mã 11 này. Mã 11 có 2 cục nha cô chú anh chị nha. 2 cục rất là đẹp. Cục này xếp, cục này là xếp. Là nó không bị lỗi nhiều. Đây cục này có 2 cây này, tổng 2 cục là 3 cây. Mã này thì 250 cho mã 11, 250. Mã 12 này, mã 12, một mẹ một con. Một mẹ một con nha, cây mẹ lá 4 sen, cây mẹ rất là đẹp luôn. Bị gập một cái lá nha. Đó. Cây này 300 ngàn cho mã 12, 300 ngàn mã 12 nha. Mã 13 này. Mã 13. Mã 13 cây xếp. Cây xếp lá ngắn, nó bị chộp một lá nha, bị mất một lá. Đó, mã này 150 ngàn. 150 ngàn cho mã 13, 150 ngàn. Mã 14 này, cô chú anh chị này, một cây duy nhất. Cô chú anh chị mình về trồng theo thế thác đổ luôn nha, theo cái thế của cây luôn. Đó. Cây lá cũng được cỡ khoảng 3 sen rưỡi thôi. Mã này 150 cho mã 14 này. Mã 15, một cây khá là đẹp. Một cây khá là đẹp nha. Xếp cực kỳ là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Xếp rất là đẹp, đang còn bông luôn. Đang còn bông. Ui. Gần tàn rồi, đang còn bông. Cây này 250 nha, cho mã 15. 250 cho mã 15.
Mã 16 này, mã 16, một cây xếp cực kỳ là đẹp. Một cây xếp lá gân rất là đẹp, lá gân lá ngắn rất là đẹp, đang có rễ non ra luôn này. Đang chuẩn bị đẻ hai con luôn. Đó, một con ở bên dưới này, một con đang nhú này. Đó, mã này 200 nha, cho mã 16. Rồi, ok. Là tất cả những cái đơn quế. Tiếp theo là những cái đơn lũa này, cô chú anh chị. Lũa hôm nay cũng rất là đẹp nha. Đây, mã số 1 của lũa. Mã số 1 của lũa thì ở đây có hai cục thôi. Hai cục bỏ chậu cực đẹp. Đó, ví dụ như cục này mình bỏ lên chậu 40 thì sẽ rất là đẹp này. Cục này cũng vậy luôn. Mã này 150 ngàn cho mã lũa số 1. Mã lũa số 2 cũng có hai cục. Hai cục căm xe. 150 ngàn luôn cho mã lũa số 2. Mã lũa số 3 có 4 cục này. 4 cục, mã số 3 150 ngàn. Mã số 4, một cục duy nhất thôi. Một cục duy nhất của mã số 4, lỗ căm xe rất là chắc luôn. Về mình cắt bớt đi một chút đế để đứng lên là được rồi. Mã này 150 ngàn luôn cho mã số 4 nha. Mã số 5 tiếp tục cũng là một cái cục căm xe, khá là đặc, khá là nặng nha. Cắt bớt một cái đế đó để dựng lên. Mã này 150 ngàn luôn cho mã số 5. Đây là mã số 6 này. Mã số 6 cực đẹp luôn. Cục bên này như kiểu cái sừng trâu luôn ạ. Mã này 150 ngàn cho mã số 6. Mã số 7 này. Mã số 7 5 cục cực đẹp luôn. 5 cục cực đẹp. Mã số 7 là 150 ngàn cho mã lũa số 7. Mã lũa số 8 có 4 cục thôi nha. 4 cục của mã số 8. 130 ngàn đi cho mã số 8. 4 cục. Rồi ok, đây là tất cả những cái mặt hàng hôm nay của em ạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.